Hôm vừa rồi mình có làm một chiếc xe VF3 màu vàng, là trước đấy cũng là chiếc đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên. Hôm nay thì cũng rất là may mắn cơ hội làm tiếp một chiếc xe VF3, mà xe này thì là màu khác nhé, màu xanh, xanh kiểu xanh xanh là xanh bộ đội à? Đó. Bên ngoài nhìn thì cái màu này nó cực kỳ sáng, cực kỳ tươi nhé. Trong ảnh thì anh em nhìn có vẻ nhìn nó hơi bộ đội một chút, nhưng mà bên ngoài nhìn nó sáng lắm, nhìn nó tươi lắm. Đó. Xe này thì anh cũng đã đi được một tuần rồi, cũng chưa lên cái món đồ gì cả, thì hôm nay qua bên em dán phim cách nhiệt. Thực sự là với cái mức lượng đặt đơn là hơn 30.000 đơn cho chiếc xe VF3 này, thì mình nghĩ thôi một thời gian nữa thì xe VF3 này chạy ngoài đường khá là nhiều. Và thực ra là em thấy nó cũng rất là hợp lý. Hôm vừa rồi em làm một chiếc xe rồi, hôm nay tiếp tục được tiếp nhận được làm một chiếc xe nữa. Thì chiếc xe này mà để cho chị em đi đi làm này, cũng như là đi trong nội đô đưa đón con đi học, cũng như là đi chợ, rất là hợp lý. Khoảng không gian trong xe ngồi 2 người, 3 người rất là rộng. Mà hôm vừa rồi mình có trải nghiệm đi chiếc xe này rồi, đi nó khá là bốc đầm. Nói chung là đi đến mà khi mà đạp ga nó lên rất là nhanh, cảm giác lái khá là ổn. Thực sự là về những dòng VinFast đời mới thì họ cũng rất là chiều khách hàng. Như chiếc xe này thì những cái chi tiết bên trong xe họ nhấn nhá cũng rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy đây, nhấn nhá một chút. Các cái chi tiết này thì hoàn toàn là bằng nhựa. Thì ở một chiếc xe phân khúc tầm mini thì như này là mình thấy là cũng khá là ổn rồi. Đó, một chiếc xe với mức thuê pin là hơn 200 triệu để cho chị em đi làm, cũng như là đi đưa đón con đi học, đi chợ thì nên mua. Đó, đi trong nội đô, ví dụ như ở Thái Nguyên mức mật độ xe địa khá là nhiều, mà đi đến giờ cao điểm ấy, mà đi xe to tắc thì rất là mệt, nên là làm một chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi thì rất là hợp lý.